Tin Giáo sứ Chánh Tòa Phú Cường Giáo sứ Chánh Tòa Phú Cường bế mạc tháng hoa kính Đức Mẹ Chiều thứ Năm ngày 31 tháng 5 năm 2018 Thánh lễ bế mạc tháng hoa kính Đức Mẹ được cử hành long trọng vào lúc 17 giờ 30 phút do cha chánh xứ An Tôn Hà Văn Minh chủ tế. Trước khi thánh lễ bắt đầu, các em thiếu nhi giáo sứ chánh tòa đã dâng lên Đức Mẹ những điệu múa thật uyển chuyển. Tuy đơn sơ nhưng thấm đậm tình yêu của đoàn con cái dâng lên mẹ. Những đóa hoa tươi thắm đủ sắc màu được uốn lượn trên những đôi tay nhỏ nhắn xinh xinh, uyển chuyển thoăn thoắt, nhịp nhàng lên xuống, nhẹ nhàng như những áng mây nhẹ nhàng trôi dưới chân đức mẹ. Nét khá đặc biệt trong buổi dâng hoa chiều nay là sự kết hợp thật dễ thương và hết sức ý nghĩa, một sự kết hợp của tất cả các em thiếu nhi từ các lớp cỏ non. Các em chuẩn bị lãnh nhận bí tích thánh thể Các em lớp thêm sức và các em huynh trưởng Các em thiếu nhi lớp cỏ non trong những chiếc đầm trắng xinh xinh Những cử điệu đơn sơ, những đóa hoa nho nhỏ trên đôi tay bé xíu của các em Tựa như những thiên thần nhỏ đang quây quần bên đức mẹ Tiết mục dân hương của các em cũng không kém phần đặc biệt Trong trang phục áo dài khăn đóng, những thiên thần nhỏ của giáo xứ chánh tòa đã dâng lên đức mẹ những nén hương thơm cùng tâm hồn đơn sơ trong sáng. Bầu khí buổi dâng hoa kính đức mẹ chiều nay thật sốt sáng. Một cảm giác bình an được lan tỏa trên cộng đoàn dân chúa đang quy tụ bên mẹ yêu thương. Trong tâm tình yêu mến và tạ ơn đức mẹ đã luôn đồng hành, nâng đỡ, che chở cho đoàn con cái của mẹ. Cha sở An Tôn đã bày tỏ niềm hân hoan khi toàn thể cộng đoàn cùng quy tụ về bên mẹ hiệp lòng dâng lên mẹ những đóa hoa lòng cùng tâm tình yêu mến thiết tha